Đêm 19 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra một cơ sở đóng gói mặt hàng bánh tráng rế trên địa bàn xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, phát hiện cơ sở vi phạm về đo lường của hàng gói đóng sẵn. Cụ thể, gói bánh tráng ghi trên bao bì 100 g thực tế chỉ nặng 75 g còn gói ghi 200 g thì chỉ nặng 150 g Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm tạm giữ tổng số trên 12.000 gói bánh tráng rế các loại để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.